Là công trình phụ nhưng nhà vệ sinh công cộng lại rất thiết yếu, nhất là ở những địa bàn phát triển về du lịch dịch vụ. Nhà vệ sinh công cộng còn là hình ảnh phản ánh văn minh đô thị. Tại thị xã Sapa, mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng hiện vẫn còn thiếu nhiều công trình thiết yếu này. Toàn bộ khu vực nội thị Sapa mới chỉ có 4 nhà vệ sinh công cộng và tất cả đều tập trung tại phường Sapa. Hầu khắp các tuyến du lịch khác chưa có, hoặc có nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đang gây nhiều bất tiện cho du khách. Đúng như thế, đối với tôi thì nói chung mà nói là đến du lịch khu này thì nên đặt thêm nhiều cái nhà vệ sinh bằng nhựa công cộng thì tốt hơn. Đúng rồi, mình cũng thấy là hơi cái vấn đề nhà vệ sinh công cộng thì cũng hơi thật. Khi mà mình ở khách sạn thì nói chung là mình cũng đi vệ sinh ở trong đấy thôi. Ngoài đường thì mình cũng chưa gặp cái nhà vệ sinh công cộng nào, cũng khá là ít, cũng hơi khó tìm một chút. Đấy. Khắc phục bất cập, thị xã Sapa mới đây đã đầu tư thêm một khu nhà vệ sinh công cộng ngay cạnh khu vực chợ văn hóa. Tuy vậy, con số này là quá ít. Địa phương đã tính toán, khảo sát một số vị trí phù hợp để xúc tiến triển khai, đáp ứng tiêu chí cảnh quan đô thị và phù hợp với các tiêu chuẩn du lịch ASEAN mà Sapa đang hướng đến. Bên cạnh cái việc mà duy trì và đầu tư xây dựng hoạt động của các cái nhà vệ sinh hiện hữu, và thì hiện nay thì Sapa cũng đang xây dựng các cái điểm du lịch cộng đồng theo cái định hướng tiêu chuẩn ASEAN, trong đó thì cũng sẽ trọng tâm liên quan cái việc là đầu tư xây dựng các cái khu vực vệ sinh công cộng để đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch. Trong cái đề án phát triển du lịch của tỉnh thì cũng đã có xác định là sẽ đầu tư thêm cho thị xã Sapa 15 nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn ASEAN. Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới, khi mà đại dịch Covid đã được ổn định trở lại, thì các cái hệ thống hạng mục này sẽ được ưu tiên sớm để đầu tư cho thị xã Sapa để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch trên địa bàn. Du lịch từ trung tâm thị xã Sapa đến các điểm tham quan có chiều dài từ 5 km đến 10 km. Khách du lịch thường đi bộ vãn cảnh. Việc chưa có nhiều nhà vệ sinh công cộng đang gây nhiều bất tiện cho du khách. Bởi vậy, xây mới, nâng cấp, đảm bảo các công trình phụ này đạt chất lượng là rất cần thiết đối với hình ảnh đẹp và thân thiện của du lịch Sapa.